Rất cảm ơn quý vị đã vào giữ băng tần 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á với những tin sau đây, thưa quý vị. Úc đã ghi nhận ca đậu mùa đầu tiên. Tổng thống Biden đến Nam Hàn mở đầu chuyến công du Á Châu đầu tiên. Indonesia cho phép xuất cảng dầu cọ trở lại, hy vọng là không làm sụt giảm sức tiêu thụ ở nội địa. Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm mới sau 5 ngày không còn bệnh nhân COVID-19. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Úc ghi nhận ca đậu mùa đầu tiên. Australia vừa ghi nhận ca nhiễm virus đậu mùa đầu tiên là một du khách từ Anh Quốc trở về. Theo Sở Y tế Victoria, bệnh nhân này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến Melbourne vào ngày thứ hai đã được xác nhận dương tính với virus gây bệnh đậu mùa. Một trường hợp khác xảy ra ở Sydney ở một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã du lịch châu Âu thời gian qua. Các ca nhiễm virus đậu mùa cũng đã được ghi nhận ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Hoa Kỳ. Cơ quan y tế Pháp xác nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa đầu tiên ở Paris vào ngày thứ Sáu. Các triệu chứng của chứng bệnh này đó là gồm sốt cao, nhức đầu, đau nhức cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh và mệt mỏi toàn thân. Jimmy Whitworth, giáo sư trường Đại học London nói rằng đậu mùa không gây đại dịch toàn quốc như COVID và kêu gọi công chúng thận trọng, ngăn ngừa nhưng không có gì phải hoảng sợ. Tổng thống Joe Biden đã đến Nam Hàn mở đầu cho chuyến công du Á Châu đầu tiên. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Sáu đã đến Nam Hàn mở đầu chuyến công du châu Á đầu tiên kéo dài 5 ngày trong nhiệm kỳ Tổng thống, nhằm nhấn mạnh sự cam kết trong lĩnh vực ngoại giao và kinh tế tại khu vực để đối phó với chế độ Bắc Kinh độc đoán và chuyên quyền đang trỗi dậy. Trong bài diễn văn đầu tiên của chuyến đi, ông Biden xác định chính sách quốc nội ưu tiên hàng đầu là việc kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật tăng cường năng lực cạnh tranh của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Tuyên bố trên được đưa ra vào lúc mà chính phủ Washington đang vất vả đối phó với tác động của tình trạng lạm phát ở Hoa Kỳ. Cùng với tân tổng thống Nam Hàn mới nhậm chức là ông Yoon Suk-yeol, ông Biden cũng sẽ đến thăm một cơ xưởng Samsung, nơi mà đóng vai trò mô hình của một nhà máy đang được xây dựng tại Texas. Chuyến công du Á Châu đầu tiên của ông Joe Biden được tiến hành trong khi tin tình báo cho biết là Bắc Hàn đang chuẩn bị bắn thử vũ khí nguyên tử hoặc là thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa trong tuần. Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản coi đây là điều bất thường nếu như Bắc Hàn thử hỏa tiễn khi mà Tổng thống Mỹ đang có mặt tại bán đảo Triều Tiên. Các biện pháp chính trong chính sách của ông Yoon đó là thắt chặt mối liên kết Hoa Kỳ và Nam Hàn trên thị trường toàn cầu với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới, thay vì định hình chính sách đối ngoại liên quan đến quốc gia láng giềng ở phía Bắc. Quay sang Indonesia, nước này cho phép xuất cảng dầu cọ trở lại, hy vọng không làm sụt giảm sức tiêu thụ ở nội địa. Chính phủ Indonesia vào ngày thứ Sáu cho hay sẽ yêu cầu các nhà sản xuất tung ra thị trường nội địa một khối lượng dầu cọ để giữ giá dầu ở mức thấp một ngày sau khi chính phủ hủy bỏ lệnh cấm xuất cảng đã được ban hành vào tháng 4 vừa qua để chặn đứng giá dầu ăn trong nước tăng cao. Lệnh cấm xuất cảng sản phẩm dầu cọ theo chỉ thị của Tổng thống Joko Widodo đã làm thay đổi chính sách dầu cọ được ban hành từ tháng 11 qua, gây chấn động dư lượng tiêu thụ dầu toàn cầu và làm nông dân Indonesia bị giảm nguồn lợi nhuận, đã tức giận vì giá dầu cọ giảm mạnh. Dầu cọ được sử dụng tại Indonesia để sản xuất bơ thực vật, dầu gội đầu, chiếm 1/3 thị trường dầu thực vật của thế giới. Trong khi đó, Indonesia chiếm khoảng 60% thị phần. Cơ quan thu mua lương thực nhà nước Bulog được giao nhiệm vụ thành lập kho dầu ăn. Jokowi cho biết ông kỳ vọng giá dầu ăn nội địa sẽ giảm xuống sau khi nước này nối lại hoạt động sản xuất xuất cảng. Nhà phân tích ông Chitin của Maybank tiên đoán là giá dầu cọ thô trên thế giới sẽ giảm sau khi quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu của Indonesia. Thưa quý khán thính giả, Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm mới sau 5 ngày không còn bệnh nhân COVID-19. Thượng Hải vào hôm thứ Sáu đã công bố các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên bên ngoài khu vực cách ly, chỉ 5 ngày sau khi không có ca nhiễm nào nhờ chính sách phong tỏa chặt chẽ và kiểm soát mọi sự di chuyển, cũng như thực hiện các đợt xét nghiệm COVID-19 hàng loạt. Họ hy vọng là sẽ mở cửa trở lại thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc vào ngày 1 tháng 6. Trung tâm thương mại 25 triệu dân đã phát giác 3 ca nhiễm mới
và tất cả đều là thành viên của một gia đình cư ngụ tại quận Quinpu, mặc dù đã được tiêm đủ 3 liều vaccine COVID-19. Có ít nhất là 4 địa điểm trong đó có một siêu thị mà những người này đã đặt chân đến đã bị phong tỏa và được phun thuốc khử trùng. Giới chức thẩm quyền thành phố Thượng Hải cho biết họ đang trong tiến trình mở cửa lại, đầu tiên là các công viên ngoại ô đáp ứng các điều kiện tuân thủ để ngăn ngừa nguy cơ bùng phát đại dịch. Thượng Hải đã cho phép nhiều người rời khỏi nhà trong những ngày gần đây. Nhiều khu dân cư đã cho phép một nhóm nhỏ dân chúng đi bộ ra ngoài hoặc là đến siêu thị. Tuy nhiên, thì hầu hết mọi người vẫn còn được yêu cầu là phải ở yên trong nhà, chỉ được phép mua sắm trên mạng và sử dụng khẩu phần của chính phủ cung cấp. Bắc Kinh là nơi sinh sống của 22 triệu người, đã ghi nhận 62 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 19 tháng 5, tăng so với 55 ca một ngày trước đó. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin châu Á. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chị em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Việt Nam.